Sau khi tiễn đám người Lâm Tu Nhai, Tiêu Viêm liền cùng với Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiền tiến về Ma Thú Sơn Mạch, tìm kiếm địa điểm thuận lợi cho Tử Nghiền đột phá. Ai ngờ trên đường lại tình cờ gặp cố nhân đang gặp hiểm cảnh. Thực lực của Tiêu Viêm này đã khác xưa, hắn ngang nhiên ra tay đánh cho đám người xấu một trận, sau đó cùng nhau uống nước trò chuyện. Hắn không ngờ rằng hai người này sau bấy nhiêu năm vẫn ở lại tiểu trấn nhỏ này. Linh Nhi cảm thấy tên của hắn rất giống với cái tên Minh Chủ Viêm Minh mới nổi gần đây. Tiêu Viêm hoàn toàn không tiết lộ thân phận của mình, mà chỉ gật đầu cho rằng có lẽ là trùng tên nhau mà thôi. Tên trắng hán tạp cương lấy hết can đảm đứng lên nhờ vả. Huyết chiến song binh đoàn của hắn đang gặp đại nạn. Đại địch của bọn họ là xà sao song binh đoàn, đoàn chủ là một tên cường giả lục tinh đấu linh. Trong thanh sơn trấn này không ai địch lại, tuy nhiên lần này hắn đến lại có việc quan trọng, không thể trì hoãn quá lâu nên không thể ra mặt, nhưng hắn có cách khác để trợ giúp. Hắn đưa cho bọn họ mấy bình hỏa liền, nếu gặp đoàn trưởng của xà sáu dòng binh đoàn thì chuyển đấu khí vào bình rồi ném mạnh nó, như vậy vấn đề sẽ được giải quyết. Dặn dò xong, Tiêu Viêm liền cáo từ rồi rời đi. Tiêu Viêm quay lại căn nhà nhỏ mà ngày trước hắn và Tiểu Y Tiền đã sinh sống một thời gian. Mùi thuốc nơi đây vô cùng dày đặc, lại ngăn cách với bên ngoài, ít có người tới. Nơi đây rất tiện lợi cho việc đột phá. Tuy nhiên, vừa mới tiến thêm được vài bước thì đã có thứ gì đó chuyển động. Tưởng là kẻ địch nhưng ai ngờ lại chỉ là mấy con ma thú. Điều kỳ lạ là đám ma thú này không thể bay, nhưng tại sao lại có thể tiến vào sơn cốc này? Mỹ Đỗ Toa trực tiếp bạo phát sức mạnh dọa cho chúng bỏ chạy. Nàng cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Ba người tiếp tục tiến lên phía trước. Đứng trước căn phòng nhỏ, ký ức về Tiểu Y Tiên trong lòng hắn lại dậy lên. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cảnh vật thì vẫn còn đó, nhưng người thì đã chẳng thấy đâu. Từng cánh cửa đến không khí trong phòng đều là kịch độc. Như vậy là đã có người tới đây chiếm đoạt sơn cốc này. Mỹ Đỗ Toa lên tiếng uy hiếp tên bối Chí Độc Hiện Thần. Nếu không nàng ta sẽ phá hủy sơn cốc này. Một giọng nữ tử xa nua vang lên, thân ảnh cô ta xuất hiện, toàn thân tràn ngập khí độc. Đứng trước lời khiêu khích của đối thủ, Mỹ Đỗ Toa trực tiếp phóng một trường giàn mặt. Ai ngờ nữ tử này lại nhẹ nhàng đỡ đòn. Độc tố lan tỏa ra xung quanh, ăn mòn luôn đấu khí của Mỹ Đỗ Toa. Cô ta yêu cầu ba người lập tức rời khỏi sân cốc, nếu không thì sẽ chết. Mỹ Đỗ Toa tức giận xông lên, định lấy mạng đối thủ. Hai cô gái giằng co kịch liệt, không ai chịu nhường ai. Tiêu Viêm cũng bất ngờ vì nữ tử thần bí này, người có thực lực mạnh như thế không thể nào là hạng người vô danh được. Nhưng tại sao trước đó, hắn lại chưa từng nghe qua? Khí độc nhanh chóng lan ra xung quanh, Tử Nghiền sau khi hít phải độc đến ngất đi. Tiêu Viêm buộc phải sử dụng dị hỏa xua đuổi khí độc. Bây giờ cứ để cô ta tản ra khí độc thì cô bé sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Viêm cần phải ngăn cản lại. Thế là hắn cũng xông lên, hợp lực cùng Mỹ Đỗ Toa. Đối phương nhanh chóng nhận ra lai lịch của hắn. Hóa ra cô gái này lại chính là Tiểu Y Tiền. Vì trong lòng có nỗi khổ không thể nói ra nên Tiểu Y Tiền đã không nhận mặt Tiêu Viêm, ném cho hắn một lọ thuốc giải độc cho Tử Nghiền, dặn dò vài câu rồi rời đi. Nhìn vào cái bình ngọc trên tay, Tiêu Viêm lập tức biết lai lịch của đối phương. Thế là hắn vội đuổi theo Tiểu Y Tiền, nhưng nàng ta lại cứ như vậy tránh mặt. Điều này làm cho Tiêu Viêm vô cùng buồn bã. Mỹ Đỗ Toa nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hắn rồi tò mò hỏi thăm nữ tử bản nãy. Tiêu Viêm cũng không muốn giấu giếm nên tiết lộ nàng ta là bạn của mình nhiều năm về trước. Mỹ Đỗ Toa cảm thấy độc công của Tiểu Y Tiền vô cùng quỷ dị khó lường. Trong khi giao thủ thì nàng phát hiện cô ta lúc thì tỉnh táo, lúc thì mơ hồ, tinh thần rất không ổn định. Đây có lẽ là nguyên nhân Tiểu Y Tiền không muốn gặp mặt hắn. Được biết, thể chất của Tiểu Y Tiền là ác nan độc thể, một loại kịch độc không có thuốc giải. Biết được nỗi khổ đó, Tiêu Viêm liền hô lớn cho nàng ta nghe thấy. Hắn không biết nàng những năm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng năm đó hắn đã nói, cho dù nàng biến thành như thế nào thì hắn đều xem nàng là bằng hữu. Lời hứa này từ lúc bắt đầu đến nay chưa từng thay đổi. Những lời này làm cho Tiểu Y Tiền vô cùng xúc động. Vì không muốn mất đi hình tượng đẹp đẽ, hiền lành của ngày trước trong mắt Tiêu Viêm, nên Tiểu Y Tiền đã không ra ngoài gặp mặt. Được gặp lại nhau là nàng đã mãn nguyện rồi. Người sở hữu thể chất này rồi sẽ chết sớm, cho nên Tiểu Y Tiền không mong gặp lại Tiêu Viêm nữa. Trở lại sân cốc kiểm tra sức khỏe cho Tử Nghiền, cô bé đã uống thuốc giải độc đan mà hắn luyện chế, nhưng lại hoàn toàn không có hiệu quả. Điều kỳ lạ là cơ thể cô bé không có điều gì bất ổn, chất độc ẩn giấu quá sâu. Bây giờ chỉ có thể sử dụng bình thuốc giải mà Tiểu Y Tiền đưa cho mà thôi. Mỹ Đỗ Toa không tin tưởng Tiểu Y Tiền, nhưng bây giờ nàng cũng không còn cách nào khác. Thế là phải đồng ý để cho cô bé sử dụng thuốc giải độc. Quả nhiên là có tác dụng ngay lập tức. Cô bé lập tức kêu đói bụng. Mỹ Đỗ Toa lập tức dẫn Tử Nghiền đi tìm linh dược để ăn. Còn Tiêu Viêm thì cũng tranh thủ bế quan đột phá. Dựa vào thực lực của mình,
Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên nhanh chóng cướp đoạt được một số linh dược. Đám ma thú rất không cam lòng vì hành động cướp bóc trắng trợn, nên bọn chúng đã hô hào tập hợp toàn bộ lực lượng truy đuổi hai người, hòng giành lại những gì đã bị lấy đi. Với số lượng là toàn bộ ma thú ở khu vực xung quanh, Mỹ Đỗ Toa không muốn phiền phức nên phải mang theo cô bé trở lại sân cốc. Sau khi ăn hết linh thảo thì Tử Nghiên cũng bắt đầu quá trình đột phá. Nội dung tập phim đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào!